Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng gặp mặt Liên Hiệp hội Người Việt tại châu Âu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con để giải quyết những vấn đề mà bà con quan tâm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc siết hạn mức tín dụng không ảnh hưởng tới vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng cảm nhận cách mà người khiếm thị nhìn cuộc sống tươi đẹp xung quanh mình. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào chiều ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương, tức tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, tại Praha, Cộng hòa Séc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt Ban chấp hành Liên Hiệp hội Người Việt tại châu Âu. Bày tỏ cảm động trước việc các thành viên Ban chấp hành Liên Hiệp, có những người ở rất xa Praha nhưng đã không quản ngại đường xá xa xôi về dự cuộc gặp mặt. Thủ tướng mong muốn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con, giải quyết những vấn đề mà bà con quan tâm. Chủ tịch Liên Hiệp Hội Người Việt tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng, bày tỏ mong muốn chính phủ có chính sách tốt hơn để khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty, tổ chức và cá nhân đầu tư trở lại vào nước sở tại để bám trụ lâu dài và tạo thêm công ăn việc làm cho bà con kiều bào ở nước ngoài, góp phần giúp cộng đồng ổn định, hội nhập và phát triển, từ đó có thể đóng góp tốt hơn cho quê hương đất nước. Ghi nhận ý kiến của bà con, Thủ tướng nêu rõ, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào cũng đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc. Liên hiệp các hội người Việt ở châu Âu dù mới được thành lập nhưng đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa và luôn hướng về quê hương đất nước. Thông báo tình hình đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước quyết tâm đưa đất nước tiến bước mạnh mẽ hơn nữa, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và mong muốn bà con kiều bào đồng hành với chính phủ trong quá trình này. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo điều kiện để bà con về nước đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho quê hương. Thủ tướng mong muốn bà con luôn hướng về Tổ quốc, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc. Từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 4, Cao ủy Thương mại Vương Quốc Anh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Natalie Black đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Là người quan tâm đến công nghệ, đổi mới và giáo dục, vì thế đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trên là chủ đề cốt lõi và nội dung xuyên suốt trong các hoạt động của bà Natalie Black tại Việt Nam. Trong chuyến thăm, bà Natalie Black cũng đã thảo luận với các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Việt Nam để thúc đẩy tự do thương mại và cải tiến môi trường kinh doanh, gặp gỡ các doanh nghiệp và giới học thuật của Việt Nam để xác định và thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới và giáo dục. Trong bối cảnh Anh đang khởi động tiến trình tách khỏi Liên minh châu Âu, chuyến thăm thể hiện sự ưu tiên của Vương quốc Anh trong việc phát triển thương mại và đầu tư với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Và nhân dịp Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Natalie Black thăm chính thức Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà về triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Vì sao bà lại đến thăm Việt Nam vào thời điểm này và lại chọn chủ đề nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để chia sẻ với sinh viên Việt Nam trong ngày đầu tiên đến Việt Nam? Đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Việt Nam trên cương vị là Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong dịp này, tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa tiềm năng phát triển về thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai nước. Tôi chọn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm và chọn chủ đề nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nói chuyện với các bạn sinh viên nơi đây. Bởi đây là chủ đề không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia, trong đó có Anh Quốc quan tâm. Quan trọng hơn là tôi muốn chia sẻ với các bạn sinh viên Việt Nam. Chính phủ Anh đang có nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên ngành khoa học, công nghệ như là học bổng Chevening, tài trợ cho sinh viên Việt Nam sang Anh học sau đại học, hay chương trình Visa Startup nhằm tạo điều kiện cho những bạn có ý tưởng khởi nghiệp mới và muốn đến Anh để thành lập các doanh nghiệp startup mới được khởi động vài tuần trước. Từ quan điểm chính sách, xin bà chia sẻ kinh nghiệm của chính phủ Anh nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp mới, trong đó xác định 4 thách thức lớn mà tôi tin rằng không phải duy nhất đối với Anh, đó là trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, dân số già và tăng trưởng sạch. Chúng tôi cũng xác định 5 nền tảng phù hợp với tầm nhìn cho một nền kinh tế chuyển đổi, đó là ý tưởng, con người, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, địa điểm. Tất cả đều quan trọng như nhau và chúng tôi tạo ra các chính sách của mình xung quanh 5 nền tảng này. Bà đánh giá như thế nào về quan hệ thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh, đặc biệt là sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu? Quan hệ thương mại Việt Nam-Anh đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt trên 5 tỷ bảng. Việt Nam và Anh đã ký 29 bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. 20 công ty công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đã đến Việt Nam tìm cơ hội làm ăn. Thông qua quỹ Newton, thì Anh đã hỗ trợ các tổ chức giáo dục của Việt Nam tăng cường năng lực nghiên cứu. Mỗi năm, chính phủ Anh trao 30 suất học bổng sau đại học cho sinh viên Việt Nam. Hiện nay thì cả Anh và Việt Nam đang cùng chia sẻ tham vọng cho một nền kinh tế đổi mới, sáng tạo. Do đó, tôi muốn rằng hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là vấn đề trọng tâm mà hai nước cần hướng tới. Việt Nam đang là trung tâm thu hút sự phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với tốc độ vượt bậc tại khu vực, sở hữu nhiều doanh nghiệp startup lớn. Tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp startup của Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng ở châu Âu và sẽ chọn Anh là điểm dừng chân. Và tôi cũng mong rằng các doanh nghiệp startup của Anh trong lĩnh vực fintech, tài chính, kiến trúc số sẽ đến Việt Nam phát triển công việc kinh doanh, từ đó thì mở rộng hoạt động sang các nước khu vực Đông Nam Á. Anh là quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ fintech và chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Chuyển sang một nội dung khác, thay mặt chính phủ trình bày tờ trình tóm tắt dự án luật chứng khoán sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu rõ, chính phủ thấy rằng việc sửa đổi luật chứng khoán ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật chứng khoán sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật chứng khoán nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của luật chứng khoán sau hơn 10 năm thi hành, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan. Nhất trí với nội dung thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ dự án luật của cơ quan soạn thảo và cho rằng dự án luật chứng khoán sửa đổi đủ điều kiện để trình Quốc hội. Thưa quý vị, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng thương mại năm nay thấp hơn từ 2 cho đến 4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, việc siết hạn mức tín dụng không ảnh hưởng tới vốn cho sản xuất kinh doanh. Đây là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại Hội nghị Kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngành ngân hàng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, chỉ siết chặt với các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay ngắn hạn thấp hơn từ 1 đến 1,5% so với thông thường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn gặp khó vì không có tài sản thế chấp để vay vốn. Thôi nếu mà muốn vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh thì phải luôn luôn có tài sản thế chấp đi cùng. Ví dụ như chúng tôi phải mang sổ đỏ hoặc sổ tiết kiệm đến. Chúng tôi đùa nếu chúng tôi có sổ ngân tiết kiệm ngân hàng thì chúng tôi không phải đi vay vốn ngân hàng nữa. Những gì mình thế chấp được đã thế chấp rồi. Nhưng nếu bây giờ mà có cái chính sách ưu tiên của ngân hàng ấy thì có thể là tín chấp hoặc có thể là cái cơ chế ví dụ như là các trang thiết bị người ta mua về, mới mua về, mà nếu cái đấy người ta là dùng để thế chấp ngân hàng để vay vốn mà được thì tôi nghĩ rằng ngân hàng cũng nên tạo điều kiện để cho vay mà không cần tài sản thế chấp. Nhiều ngân hàng chia sẻ doanh nghiệp cần minh bạch thông tin, có báo cáo về dòng tiền rõ ràng, bởi điều quan trọng nhất với ngân hàng hiện nay chính là phương án trả nợ của các doanh nghiệp. Chúng tôi có những cái sản phẩm cho vay dựa trên uy tín của doanh nghiệp, đó là cái sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm. Doanh nghiệp cần phải cải thiện, đó là phải có được một cái nền tảng về kế toán tài chính nó bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn để đảm bảo ghi nhận được những cái hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách chân thực. Ngay tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian cấp vốn và đẩy mạnh các chương trình kết nối. Riêng năm ngoái, đã có gần 900.000 tỷ đồng vốn được giải ngân thông qua các buổi kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Xin được chuyển sang
xem phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Xuất khẩu sang nhiều nước tăng mạnh nhờ CPTPP là tiêu đề một bài báo được đăng tải trên báo Chính phủ. Theo đó, nhờ hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản trong quý 1 năm 2019 đạt 4,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 2018. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực là hàng dệt may, máy móc thiết bị, hàng thủy sản. Canada cũng được đánh giá là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam trong CPTPP. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu từ Việt Nam sang Canada đạt hơn 506 triệu đô la Mỹ, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo bài báo, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tận dụng nhanh, hiệu quả nhằm chiếm lĩnh ưu thế trước khi các quốc gia có lợi thế tương tự gia nhập CPTPP. Sáng nay trên trang báo điện tử NFC World của Anh có bài viết thanh toán di động tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đây là kết quả nghiên cứu về hành vi, thói quen và kỳ vọng của hơn 21.000 người tiêu dùng trực tuyến trên 27 quốc gia và lãnh thổ vừa được công ty kiểm toán quốc tế PwC công bố. Trong đó, thì năm 2018, thanh toán di động ở Việt Nam tăng 61% và trở thành quốc gia có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo khảo sát của PwC, 24% người tiêu dùng cho biết họ sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn các thiết bị di động khác để mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho các mục đích khác ngoài mua sắm đang tăng lên, đặc biệt là liên quan tới giải trí và truyền thông. Báo Đảng Cộng sản đưa tin về việc UNESCO đã thông qua hồ sơ kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An. Trước đây thì UNESCO đã từng vinh danh các danh nhân kiệt xuất của Việt Nam nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 250 năm ngày sinh Nguyễn Du. Việc UNESCO thông qua hồ sơ kỷ niệm 650 năm ngày mất của Chu Văn An lần này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, giáo dục của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mục tiêu cốt lõi về bình đẳng giáo dục và học tập suốt đời của UNESCO. Trong phần tiếp theo của bản tin, vùng cao Quảng Trị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Tung lò mò, món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, lọt top 50 đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Mấy tháng qua, huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị không có mưa, nhiều thôn bản nơi đây không có nước sạch để dùng. Nguồn nước còn lại chủ yếu là khe suối nhưng mà giờ thì cũng đã cạn kiệt. Cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều những khó khăn. Những ngày này, hai thôn Cô Rông và A Máy với trên 100 hộ dân thuộc xã A Xin, huyện Hướng Hóa. Nguồn nước duy nhất dành cho sinh hoạt gia đình người dân là vùng nước nhỏ này. Hiện nay thì người dân ở các thôn ở xã A Xin, người ta dùng chung một nguồn nước từ ăn uống tắm giặt, đều chung một nguồn nước ở dòng suối Ca Đạp này, nhưng nó cũng đã cạn kiệt. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, trên địa bàn dọc bảy xã vùng lìa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị không có mưa. Người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước ở sông Sepol và suối nhỏ. Tuy nhiên, ở những con suối cạn kiệt như thế này, vấn đề nguồn nước có sạch hay không, chưa ai có thể dám chắc được. Không có nước uống, rồi sinh hoạt ở đây luôn. Không biết sạch hay là không sạch, nhưng mà không có nước thì phải dùng nước đây. Thống kê chung hàng năm là các cái bệnh nổi trội nhất, đặc biệt là đường tiêu hóa, sỏi thận. Có những trẻ em mới 5-6 tuổi mà đã mắc sỏi rồi. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, huyện Hướng Hóa đã đầu tư hơn 100 giếng khoan ở dọc bảy xã vùng lìa. Tuy nhiên, nước giếng khoan hàm lượng vôi quá lớn nên người dân không thể dùng để ăn uống. Chúng tôi có cái giải pháp khi mà có mùa mưa thì chúng tôi vận động thôn trưởng để thôn trưởng thông báo cho người dân lấy nước mưa để mà tiết kiệm để sử dụng. Chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã kiến nghị gần 10 năm qua. Nhưng đến nay, con đường tìm nguồn nước sạch mỗi mùa khô hạn của người dân vùng lìa còn quá gian nan, vất vả. Hiện nay thì tình trạng xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp, độ mặn tăng khá cao. Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra các tuyến đê bao ở các khu vực ranh giới giữa vùng sản xuất lúa và lúa tôm để tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê bao ngoài, các công trình đầu mối, cống đập để chủ động xử lý kịp thời khi hiện tượng rò rỉ xâm nhập mặn xảy ra.
vận hành hợp lý các công trình đảm bảo tiêu thoát, ngăn mặn, lấy nước trong điều kiện cho phép. Đối với người dân cần sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm cho lúa và cây trồng cạn, đồng thời thay đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với tình hình thời tiết tại địa phương. Chất lượng không khí tại các đô thị lớn ở Việt Nam như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua đã ở mức thấp. Vào một số thời điểm, hàm lượng bụi mịn đã vượt tiêu chuẩn nhiều lần. Bụi mịn, bụi PM2.5 có kích thước rất nhỏ nhưng là tác nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Tuy vậy thì việc kiểm soát bụi mịn hiện lại đang gặp rất nhiều những khó khăn. Xe máy, ô tô kẹt cứng tại nhiều điểm ở thành phố Hà Nội giờ tan tầm. Khí thải của các loại phương tiện này cùng với tình trạng ô nhiễm từ bụi xây dựng và một số hoạt động công nghiệp khác được coi là những nguyên nhân gây ra tình trạng bụi mịn PM2.5. Năm 2010, chính phủ đã phê duyệt đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực bởi nhiều lý do. Cái vướng nhất ở đây là hiện nay là chúng ta, cái đề án chúng ta vẫn chưa có thiếu tính pháp lý, tức là chúng ta chưa có cái đầy đủ cái tính pháp lý để thực hiện cái việc này. Vì luật giao thông đường bộ chưa có quy định cụ thể đối với cái việc kiểm soát khí thải mô tô xe máy. Như vậy là hơn 45 triệu xe mô tô, xe gắn máy trên toàn quốc, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có cơ quan nào kiểm soát về chất lượng khí thải. Trong khi đó, với những công trình xây dựng hoặc những hoạt động công nghiệp có xả khí thải ra môi trường đã bị quy định xử phạt theo nghị định 155. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt vấn đề này cũng không hề đơn giản. Khi chúng tôi xuống thanh kiểm tra một cái cơ sở hoặc là một cái công trình xây dựng nào, chúng tôi cũng phải có một cái quyết định, ban hành một cái quyết định thanh tra, kiểm tra và phải được gửi trước, thông báo trước đến cho các doanh nghiệp. Đến khi xuống thì doanh nghiệp cũng có những cái mà đối phó trước. Nhiều chuyên gia môi trường đã đề xuất Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có những giải pháp đồng bộ về hạ tầng, giao thông công cộng để tiến tới hạn chế xe máy, cũng như có những giải pháp mạnh tay để xử lý các công trình xây dựng gây ô nhiễm trên địa bàn. Hà Nội thì cũng rất là nhiều những cái biện pháp, ví dụ như xây dựng thêm các cái công trình giao thông công cộng, đúng không? Ví dụ như xe buýt này, rồi xe điện trên cao, rồi ngầm này, thế rồi trồng cây này, đấy. Tôi nghĩ rất là tất cả những cái đấy chúng ta phải làm thật quyết liệt. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay để đưa ra các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn, thì với những người dân cần hết sức thận trọng với tình trạng này, bởi khẩu trang bình thường cũng không che chắn được loại bụi mịn PM2.5. Không biết là có bao giờ quý vị và các bạn tự hỏi những người khiếm thị quan sát thế giới xung quanh như thế nào hay chưa? Và thế giới của người khiếm thị liệu có phải chỉ toàn một màu đen? Và để trả lời cho câu hỏi đó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây và cùng cảm nhận cách mà người khiếm thị nhìn cuộc sống tươi đẹp xung quanh mình. Giảm trong 3 tháng hè, lúc tôi 13 tuổi, xung quanh mình như là một lớp sương mù. Người mà khiếm thị thì người ta không ưa ngay từ đầu, lò dò, không thích. Bạn bè cũng như bảo là những người khuyết tật tóm lại là không lấy luôn. Bố mẹ bảo lấy khổ chịu. Có những lúc tôi khóc vì những cái việc mà người khác làm được mà mình không thể làm được. Và tôi tự nghĩ ra những cách của riêng mình để tự tay chăm sóc được con mình. Thay bằng thị giác, phải dùng các giác quan khác, xúc giác từ đôi bàn tay. Cha nước vào nồi thì mình hay dùng ngón tay để đo cái lượng nước. Khứ giác để có thể ngửi được độ chín của thức ăn, hoặc là bằng tai có thể nghe được lúc nào là đồ ăn hoặc thức uống có thể là sôi. Mẹ tôi rất giỏi, không nhìn thấy nhưng mẹ làm được tất cả mọi thứ. Con vẽ mẹ nhá, mẹ vẽ con nhá. Ok, đứng thẳng lên nào, vẽ dài. Ui ôi, đẹp trai này mà mẹ vẽ xấu quá nhỉ. Mặc dù mình mất đi thị lực, mình không thể nhìn được gương mặt của những người thân yêu mình như chồng và con mình, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà tôi không nghĩ đó là những cái điều đau khổ. Trong cái tưởng tượng của mình, chắc chắn cái gương mặt của những người thân yêu của mình
sẽ luôn luôn là đẹp nhất. Chẳng ai là không yêu mẹ hết. Không nhớ mẹ thật. Không thích nổi mẹ 1000000%. Ở Việt Nam có một món đặc sản có cái tên rất đặc biệt, đó là món ăn tung lò mò, món ăn của đồng bào Chăm ở An Giang. Theo tiếng Chăm, tung lò mò có nghĩa là lạp xưởng bò. Ngày xưa vào các dịp lễ Tết, những gia đình khá giả hay mổ bò chia cho cả làng, và thịt nhiều ăn không hết thì bà con nghĩ ra cách dồn vào ruột bò để trữ lại. Lâu dần thì tung lò mò trở thành món ăn truyền thống, và bây giờ thì tung lò mò đã lọt top 50 đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng phóng viên của chúng tôi khám phá về món ăn thú vị này. Chú ơi, ở đây có phải là làng Chăm Châu Phong của An Giang không ạ? À, đúng rồi. Mừng quá, vậy là con đã đến đúng nơi cần đến rồi. Bây giờ chú hướng dẫn con cách làm tung lò mò nha. Rồi, thôi vậy mời con vô trong này. Bò được giết thịt từ sáng sớm sau khi thực hiện nghi thức cầu kinh. Nguyên liệu chế biến cứ tưởng vụn vặt, nhưng không, sau khi lóc bỏ hết phần gân, theo tỷ lệ 8 nạc 2 mỡ, đem xay nhuyễn trộn đều. Nó ngon và nó mềm á. Ở đây mình có cái bí quyết gì để xử lý cho nó hết tâm cái mùi bò không hả cô? Thì bí quyết là thì rửa cho sạch, rửa nhiều nước chứ mà để cho ráo cái nước mình rửa đó, và xong xuôi mình mới xay một lớp gia vị vô. Tung lò mò chỉ ngon nhất khi đón nắng trời. Quy tắc không mấy khắt khe nhưng đầy sự tinh tế này khiến món ăn bình dân ngày một hút khách. Hàng chục tấn hàng cứ dậy theo chân người dùng từ Nam ra Bắc mỗi năm. Với người Chăm, tung lò mò là đặc sản, thường dùng để đãi khách quý. Thưởng thức ngon nhất chỉ có nướng trên than hồng. Tung lò mò nóng hổi ăn kèm với lá ngò gai, vừa thơm vừa nghe độ béo tan trên đầu lưỡi. Thịt chắc, vị lạ, không lẫn với bất kỳ món ăn nào. Người Chăm không dùng đũa, một cách thể hiện đời sống giản dị, thân tình với khách phương xa. Khám phá làng Chăm còn là dịp khám phá nét duyên thầm thiếu nữ đằng sau lớp khăn Matara cùng chiếc váy dài kín kẽ. Khám phá câu chuyện kể từ chốn cung cấm, chuyện phụ nữ đến ngày cưới mới biết mặt chồng, lập gia đình mới bước chân ra ngõ. Chuyện cả làng, dù đông đến mấy, cách gọi cũng chỉ dõn dẹn trong 24 cái tên. Về đúng dịp, bạn còn được trải nghiệm rất nhiều lễ Tết ý nghĩa. Tiệc của người Chăm không rượu, nhưng nồng đượm nghĩa xóm giềng. Họp mặt chen chúc mà không xô bồ. Nét bình yên luôn hiện ra dưới những thánh đường. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.